Được rồi, Trần Tiến xin chào tất cả quý anh em cần thủ đến với kênh đầu cầu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em một số cây cần anh em ở đây có phíp, có carbon, có nha. Nói chung rất là tốt cho anh em. Đó, anh em mua hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền nha anh em. Phí cước là 30.000 toàn quốc anh em. Mua hai mã em free ship, một mã là phí cước 30.000 toàn quốc. Nhận hàng, kiểm tra hàng. Anh em là mua cái alo trực tiếp cho anh em số điện thoại 0567 566 766. Rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên nha. Cây này cây cần ba khúc anh em ơi, ba khúc. Cây này hãng Daiwa nha, nhưng mà nó tem nó bị mất rồi anh em thấy không. Cây cây cái khoang của nó nè, khoang inox bự chà bá luôn, khoang bự lắm, khoang to. Cây này anh em về muốn chơi nè, có chữ Daiwa đây nè, muốn chơi chơi, muốn chơi có thể anh em mình anh em thay khoang nha. Bây giờ sẽ gặp lại ta à, bóp này vô. Cây này dài của cần là 3 mét mấy, đem đo cái nó mất hết thông số rồi này. Một lóng của 1m25, cây này 3m6 nè, cây này dài 3m6, độ cứng 25 36 à, độ cứng 25 36 nha. Rồi không cái tem đề can rồi đây. Nó dài. Cái này mã cho anh em là 551. Nặng 645 gram, ngọn 3 ly 1, góc 26,7, 551 giá 200. Cái này bán cho anh em 200.000đ. Đó anh em thích để không thích thì có thể thay khoan anh em. Anh em về tự thay. Giá rẻ rồi. Tới 552 là cần ba khúc nè, khoan Fuji, bát Fuji anh em. Khoan Fuji, bát HFK chứ. Khoan FK, bát FK. FK này viết tắt của thằng Fuka nha, đời đầu của thằng Buji á. Đầu cứng cây này tương đương là 40 ta 40 30 40 anh em mình, cứng 30 40. Cây này dài nó là 2 mét 7. Mấy cái thông số này không thấy rõ. 3 mét đúng rồi, cây dài khoảng 2m7 anh em ơi. Tại thu gọn một lóng nó 1 mét, 1 mét 3 lóng là 3 mét, trừ phủ bì nó còn 2m7, 2m7 2m8 gì. Cần nói chung khá đẹp. Cây này mã cho anh em là 552, nặng 371 gram, ngọn 3 ly rưỡi, góc 24,6, 552 giá 208, 552 giá 208 nha. Tới 553 lại cần ba khúc hai đọt nè. Cây này cây đai hoa, ngoại hình nói chung nó cũng chạy nhiều, chạy quá trời. Cây này một đọt 30, đọt 70. Chất liệu cần của nó carbon nha. À, chất liệu cần là phíp nha. Chất liệu cần là phíp. Một đọt 30, đọt 70. Cây này bát phụ anh em. Anh em không thích có thể cắt chỉ nè, màu xanh cắt ra rồi tháo này ra là tháo bát thôi. Cái này bên giờ nó kẹp vô thêm cho nó câu quá nè. Câu máy nhỏ. Còn em không thích tháo ra, dài 3 mét. Ba khúc hai đọt đó nè. Ba khúc hai đọt. Nói chung là cái hơi chạy nhưng mà câu kéo bình thường anh em à. 553. Nặng 540 gram, ngọn 1 ly 8, ngọn 2 ly rưỡi, góc 21,6. 553 giá 300.000. 553 giá 300 nha. Tới 554 lại cần ba khúc anh em. Khoan FK, bát FK. Chất liệu phíp nha. Khoan FK, bát FK. Cây này chiều dài của nó không thể để nha. Cây này dài chứ cũng cỡ 3 mét. Đúng rồi. Cây này dài 3 mét. Đầu cứng cây này tương đương là tầm khoảng 50 80, 50 60, 50 80 chứ. 50 80. Cần màu cam đẹp lắm. Rồi cái này mã cho anh em 554 nha, nặng 473 gram, ngọn 2 ly 4, góc 25. 554 giá 300. 554 này bán cho anh em 300.000. Cái 555 này ISO khoan nhỏ nha, dài 2m7. Cây này chất liệu của nó là carbon pha phíp nha anh em. Đây, nó có này. Carbon pha phíp. Đó. Lóng đen thui à.
Khoan buji, bát buji. Cái này nếu em biết thì tỷ lệ carbon nó khoảng 50%. 50% carbon, mức đắp đít rồi. Cái này mức đắp đít rồi anh ơi, không có nắp đít nha. Nhưng mà câu kéo bình thường không lỗi. Dài 2m7. Độ cứng cái này tương đương là độ cứng số 3 anh em ơi, số 3 2m7 nha. Cây cứng số 3 2m7 cần rất là đẹp, mới. Cần đẹp mới. Cái này mã cho anh em 555. Nặng 123 g. Ngọn 0.8 ly gốc 15. 555 giá 200 ngàn nha. 555 giá 200. Tới 556 nè. Cây này dài 2m1 nè. Cây này hơi chi, chất liệu cần là carbon nha. Nè. Có túi. Hai đọt nè. Hai đọt. Cây này đọt cái này tương đương khoảng tầm 20 25. Cây này đọt này tương đương khoảng 35 40. Một đọt 20 25, một đọt 35 40. Dài 2m1. Thông số trung bình của nó là 30 nha anh em. Chất liệu cần là carbon, khoan bát Fuji, ngọn tháp xài thủy tinh. Cần đẹp lắm, mới tinh. Rồi cái này mã cho anh em là 556 nha. Nặng 183 gram, ngọn 2 ly 4, ngọn 1 ly 4, góc 21. 556 giá 600 ngàn. 556 giá 600 nha. Cái này bữa em bán 650, giờ giảm cho anh em còn 600 thôi. 556. Tới 557 là cần rút, cần rập anh em. Chất liệu phíp. Khoan Fuji, bát Fuji dài 3m6 nha. Turbo gì. Chất liệu phíp anh em. Đầu cứng 25 thôi. Đầu cứng 25, 3m6. Chất liệu phíp nha, cần nói chung khá đẹp. Cái này mã cho anh em 557 nha, nặng 339 gram, ngọn 2 ly rưỡi, góc 23 anh em. 557 giá 300 rưỡi, 300 bưởi giảm cho anh em còn 300 thôi. 557 giá 300. Tới 558 này cần súp nhưng mà nó bị thiếu mứt khoen anh em, hư chày, nó mứt khoen thôi. Về cho anh em xả làm cần tay nha. Cây này độ cứng 25 4m2. Chất liệu carbon anh em, độ cứng 25 4m2. Cái này nó chày. Nó chạy tới lớp phôi luôn nha, nhưng mà không có dập phôi nè, cứng lắm. Đầu cứng 25 4m2. Chất liệu cần nó là carbon, cần nói chung khá đẹp á. Nó chạy. Lóng này chạy cũng khá nhiều. Nói chung nó chạy thôi, còn không phôi, không có dập nha. Cái này mã cho anh em 558, nặng 408 gram, ngọn gì cưng giảm dạ, ngọn sai rồi. Ngọn này cao lắm là 3 ly thôi em ơi, 3 ly thôi. Đo 10 ly luôn, 10 ly đó đây nha. Còn trong là 3 ly thôi. Góc 24 anh em. 558 giá 250, giảm cho anh em còn 200 thôi. 558 giá 200. Cái 559 này cây cần súp khoan gập nha. Súp khoan gập. Khoan bát Fuji, dài 4m5 made in Korea. Dài 4m5 nha, khoan bát Fuji. Đầu cứng 25 4m5. Chất liệu phíp. Cần đẹp lắm, mới. Có chày dăm dăm. Và cái này mã cho anh em là 559 nha. Nặng 455 gram, ngọn 2 ly 8, góc 26,8. 559 giá 330. 559 giá 330 nha. Và tới 560 nha. 560 cái này dài độ cứng 20 4m2. Khoan Fuji, bát Fuji nè. Chất liệu cần nó là carbon nha anh em. Độ cứng 20 4m2, cần đẹp lắm. Mới tinh nè. Rồi cái này mã cho anh em 560 nha. Nặng 459 gram, ngọn 2 ly 8, góc 28 nè. 560 này giá 450, giảm cho anh em còn 300 thôi.
Cây này 560 giá 300 anh em, cần đẹp lắm, mới tinh màu đỏ. Tới 561 anh em ơi. Cây dài 4,5 m made in Korea nha. Cây này chất liệu của nó bằng phíp anh em mà, khoen bát Fuji nè. Khoen bát Fuji hãng của nó New Forest nha, New Forest. Chất liệu cần là carbon, chất liệu cần là phíp. Cần khá đẹp á, mới. Cái này mã cho anh em 561 nha, nặng 600 g, ngọn 2.7, gốc 20, 29.8, 30 anh em. 561 giá 350. 561 này bán cho anh em 350 nha. Cần đẹp 350. Tới 562 là cần carbon em ơi. Cây này dài 4,5 m. Cây này hai vo gì nè. Chất liệu cần là carbon, khoen bát Fuji nha. Cây này Weston. Đây. Chất liệu cần nó là carbon, carbon sóng vòng. Cần đẹp lắm. Cây này mới tinh anh em, mới lắm. Cây này mã cho em 562 nha. Nặng 503 g, ngọn 2.5 l, gốc 25. 562 giá 3, giá 800. Giảm cho anh em còn 700 thôi. 562 giá 700. Độ cứng 25 4,5 m nè mà. Tới 563 này cần phíp nha. Cái này dài 3,9 m thôi, made in China. Khoan Fuji, bát Fuji. Khoan Fuji, bát Fuji. Lưỡi cán có chạy. Đây. Chất liệu cần là phíp anh em ạ. Cần đẹp lắm. Ngoài hình có chạy dăm dăm. Cái này mã cho em 563 nha. Nặng 530 g, ngọn 2.9, gốc 29. 563 này bán cho anh em 300 ngàn, 300k nha. Cái 564 nè, ISO khoan nhỏ. Cây này cây gần hãng Nissin nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Đầu cứng 1.5 5.3. Cây này có bị lỗi một cái là chỗ này anh em. Cái chỗ này nứt nè, anh em thấy nè. Ở nứt nè. Nứt thôi nhưng nó cũng hơi dập nè anh em. Anh em về cái này chơi phải xử lý nha. Phải xử lý anh em. Quấn chỉ, chích miếng keo đây. Quấn chỉ. Quấn từ cái chỗ tay em nè, quấn qua tới bên đây thôi, quấn khúc này thôi. Đó, quấn bằng này một cái anh em vô keo cho kỹ, nó cứng rồi luôn. Nó như một cái nhẫn anh em, nhẫn tròn để bảo vệ cái lóng á, là anh em câu vô tư luôn. Cây này cây cần xịn nha anh em, nhưng mà nó bị dập cái đẩy đó thì giá trị nó rẻ thôi. Cây này nếu mà còn nguyên á thì nó rơi khoảng tầm 1.6 triệu á. 1.6 triệu nè. Độ cứng 1.5. 5.3 hãng Nissin nha. Nhưng mà nó bị cái đó thì cái này như em bán em giảm xuống cho anh em chỉ còn có 500 ngàn cái này thôi. Bộ khoan Fuji 6 nha. Cái này bộ khoan Fuji 6 anh em à, hãng Nissin. Cái này mã cho anh em là 564 nè, lỗi lóng nè, lỗi lóng đó nè. Nặng 214 g, ngọn 0.6 l, gốc 20. 564 thì giá 500 ngàn. 564 giá 500. Ừ. 564 giá 500 anh em. Tới 565 là xin súp lỡ nè. Hãng SSM, chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji, bát Fuji dài 3,9 m nha. Khoan Fuji, bát Fuji dài 3,9 m. Chất liệu cần là carbon nè. Cần đẹp lắm, mới. Mới tinh nè. Cái này mã cho anh em 565 nha. Nặng 269 g, ngọn 2.3 l, gốc 20. 565 này giá cho anh em 500 ngàn. 565 này giá 500k nha, 500 ngàn. Tới 566 nè, cây này cây cần Shimano nha. Hôi đây Sabin, độ cứng 15-36. Độ cứng 15-36.
khoan bát Fuji. Alo là Fuji 6 nha anh em, dàn khăn dưới là Fuji thường. Cái alo là Fuji 6 đây. Ở đây nó có cái đầu để anh em cắm phao đèn anh em, đó, cắm phao đèn vô. Chất liệu cần là carbon nha. Hãng Shimano. Cái đầu bullshit đó không anh em mua cũng khoảng 100.000 cái anh em à. Đầu bullshit này không rẻ đâu. Đó, đầu xích nha, Fuji 6. Đầu đầu nội địa của Nhật luôn á, đĩa của nội địa Nhật nó mới làm vậy thôi anh em. Còn mấy cái đầu mà Trung Quốc thì nó không có làm kiểu này đâu. Rồi cái này mã cho anh em là 565, 566 chứ. Nặng 248 gram, ngọn 2 ly, gốc 20, 566 giá 550 nha. 566 này bán cho anh em 550. Tới 567 là cần 2 khúc nè. Chất liệu cần là phíp nha anh em. Khoan hãng, bát hãng. Cây này độ cứng 50 2m4. Khoan hãng, bát hãng, độ cứng 50 2m4 nha anh em. Ngoại hình để chung có chạy, chạy xuống nói chung cần này nó còn đẹp khoảng 70-75% thôi. Hãng ORK. Cần câu sông, câu hồ, câu biển ngon. Rồi cái này mã cho anh em là 567 nha. Nặng 247 gram. Ngọn 3 ly 2, góc 15. 567 giá 300.000. 567 giá 300.000. Tới 568 là cần 2 khúc 2 đọt. 568 này cần 2 khúc 2 đọt. Độ cứng 30, 50, 60, 80. Khoan Fuji, bát Fuji. Cây này thì nó bị hư khoan anh em. Cây này nó còn nguyên. Cây này khoảng tầm 850, 900. Nhưng hư khoan em bán cho anh em 400 thôi. Nè. Đầu tiên cái ngọn đi. Nè. Hư một cái khoan nè. Hai khoan nè. Ba khoan nè. Bốn khoan. Rồi. Cái ngọn hư bốn khoan. Còn cái ngọn đây. Hư một cái khoan nè. Rồi cái ngọn chỉ hư một cái khoan thôi. Đó, nói chung một ngọn hư bốn cái khoan, ngọn hư một cái khoan. Anh em có thể về lấy cái khoan, lấy cái khoan này gắn vào đây, lấy khoan trên đó gắn vào đây là được một cái ngọn đi chơi. Ok chưa? Còn hoặc anh em có khoan thay được hai ngọn. Đó, cái này bán rẻ cho anh em 400 thôi. Độ cứng cái này là tương đó một đọt 30, 50, 60, 80, dài 2m7. 568 nặng 442 gram, ngọn 2 ly 4, ngọn 2 ly 3, góc 20. 568 giá 400. 568 giá 400.000. Tới 569 một cây cần đến biển nè. Khoan Fuji 6 đó, chất liệu cần là carbon nè. Hãng của nó hãng Misa, Misa nóc gì nè, Misa nóc made in Japan nha. Độ cứng 250, 2m7, made in Japan. Cây này thì nó bị cái lớp keo đó anh em, lớp keo nó sần nè. Anh em về có thể xử lý nha. Nè, em lấy tay em khửi nó cũng ra, anh em thấy không ạ? À? Em lấy tay khửi nó ra. À, lấy tay là khửi nó ra hết nè. Đó, anh em về nói chung là em không có thời gian em làm. Anh em về với bỏ ra vài một tiếng khửi nó ra là mấy cái này nó đẹp lại anh em. Em thấy rõ không? Nãy chữ mới tin sao bắn đây nó dính từ lưa nè, em khửi nó bung hết rồi nè. Đó. Thấy chưa? Giống chữ 2m7 này nó cũng có sần sần nè, cùi nó ra nè. Đó, anh em thấy nó hết chưa? Nó bóng lại liền hết chưa? Đó, rồi cây này mã cho anh em là để cho em coi. Cây này chiên đánh biển nha. Cây này đánh cho anh em đánh biển, cây này rất là cứng anh em. Cây này mã cho anh em 569 nha, nặng 939 gram. Ngọn 5 ly, góc 24. 569 này bán cho anh em 1.8, giảm còn 1.6 thôi. 569 này bán cho anh em 1.600.000 thôi. Tới 570. 570 này cần công mực anh em. Cây này dài 2m4, chất liệu cần là carbon, khoan hãng, bát hãng nha. Cây này nó có bị gãy ngọn anh em, gãy 10 cm ngọn. Gãy một lóng ngọn á, một lóng từ lóng từ alo đến cái lóng 2, từ cái khoan thứ hai sang thứ hai nè. Gãy 10 cm ngọn nha. Anh em về dễ về chơi vẫn được. Hoặc là đóng đầu bu vô chơi. Đó, này chiên câu lua anh em à. Lua cũng được mà câu mực cũng được nha. Cây này đúng nó chiên đánh mực. Chứ không phải lua. 2m4, cây này khoảng 2m3 thôi. Độ cứng cây này tương đương khoảng tầm 30. Còn cứng theo kiểu lua thì cây cứng tương đương khoảng M. M anh em. Nó cứng hơn ML.
GM cái này mã cho nên là 570, nặng 172 gram, ngọn 2 ly 1, gốc 9,5 ly. 570 giá 180. 570 để bán cho anh em 180 nha. Tới 571 nè. 571 này cây cần Heichi, hai Heichi nha. Khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon. Đó, khoan Fuji, bass Fuji, chất liệu cần là carbon nha. Cây này dài của cần là 2,1 m em ơi. 2,1 m. Đầu cứng cái này tương đương là tầm khoảng 15-20 nè, ngọn mềm. Dành cho anh em câu bè nha, câu bè. Câu mấy cá nhỏ nha, câu bóng đục rồi câu cá cháp, cá hanh này, cá nâu rồi ok. Ngọn tháp sợi thủy tinh. Chất liệu cần là carbon nha. Đây. Cần đẹp lắm. Mới chát à. Cái này mã cho em 571 nha, nặng 100 gram. Nặng 100 gram, ngọn 1 ly, gốc 15. 571 thì giá 550 giảm cho anh em còn 500 ngàn. 571 bán cho anh em 500k. Rồi, anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Lấy cây nào cứ alo cho em. Rồi, cảm ơn em. Hẹn em các video kế tiếp.